Rồi, hello anh em nhá. Hôm nay mình ráp máy cho một chú khách. Đây, chú hai chú đến lấy một con máy Hu 541. Đại gia. Đại gia lấy con 541 anh em. Đó. Hàng này hàng chính hãng nha. Tất cả anh em mà dùng máy cắt cỏ thì chắc anh em cũng biết dòng 541 này nó như thế nào đúng không? Hàng xịn thì nhìn tất cả những cái chi tiết của nó này. Anh em nhìn nó rất là khác nha. Huana. Đây, thụy điển. Đó. Tem mác của nó nha anh em. Không có lạc được đâu nha. Đầu bò xịn của nó này. Đó, tất cả những cái tem mác anh em nào đã từng mua hoặc là anh em nào mà chưa mua có muốn tham khảo thì xem qua video này nha. Dao này. Dao có logo của Hu này. Đó, tất cả ốc của nó đều là ốc lục giác hết nha anh em. Em xem cái cần, cái thùng của nó, phụ kiện nó bao gồm những cái gì mang hết ra đây luôn. Đây, 541SR. Đó, bây giờ thì mình sẽ nổ thử nha. Đây là số series của máy này. Đó, 541SR. Đây là hàng chính hãng nha anh em. Còn đó, hàng chính hãng sẽ có cái logo ở đây. Rồi. Tiếng keng keng đó, khi mà nổ cái keng lên đó là do là bố sắt nha anh em. Bộ bố này của máy bây giờ là bố với chuông không là khoảng tầm hơn một chai rồi. Đó. Rồi anh em đấy, hàng chính hãng nha. Hu nè. Đang đổ là xăng, đây là xăng pha nhớt Hu luôn nha anh em. Chế của nó là chế One Pro. Đó. À, tầm cao nhất ở trong phân khúc 40 ly. Đây, dây đeo của máy Hu Vana. Cái vỏ này, vỏ của cái lưỡi cắt. Đây là cái phụ kiện đi kèm máy, một cái đầu tẩu. Cái này nó bọc ở hai bên cái lưỡi dao đây nha. Cái này nó bọc hai bên lưỡi dao này. Cái này thì bỏ thôi. Tẩu buji, cờ lê này là để mở cái siết cái con ốc ở ngay cái bộ chế này nha anh em. Đấy, lục giác này, lục giác 4 này thì nói chung là anh em nào dùng máy cũng biết. Đó, rồi à, chú chạy thử luôn, chú ra thử một vòng đây. 531, 541. Đó, SR và RST. RS 541 RS. Nói chung là những cái khuyến cáo ở trong này ấy, thì về đọc được thì cứ đọc thôi. Đó, rất là nhiều chi tiết. Đấy, khuyến cáo là không chạy khi mà cái bô nó đã bị hư hỏng nha anh em. Đó, đặc biệt là không được chạy khi bô đã hư hỏng này. Còn lý do không chạy, tại sao không chạy thì anh em cứ dịch cái phần này ra. Nói chung là cái máy mà đã bô mà đã hư hỏng thì chạy nó rất là nhanh hư máy nhá. Chạy nó bị thiếu xăng rất là nhanh hư máy. Đây, đây là cái thùng của máy. Rồi, vẫn còn hàng, anh em nào mà có nhu cầu thì cứ alo cho mình nhá. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Đừng quên like và đăng ký nha. Rồi, giật máy cái.
tiếng đặc trưng của dòng 541 bố sắt là nó kêu kè như thế nhá. Cái dây này bọc ở trong này luôn. Hơn 6 zip. À, cái đấy đeo vào người đã rồi. Rồi mới đi lấy xong. Nó móc vào xong.